Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của bản tin Camera Cuộc Sống. Mở đầu bản tin là tiểu mục ống kính 24 giờ với những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Phát biểu trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới, trong đó có trồng cây ở các khu đô thị. Trước đề xuất này, nhiều đại biểu Quốc hội cũng như người dân bày tỏ vui mừng, phấn khởi và có thêm động lực trong phong trào trồng cây xanh trên cả nước. Tuy nhiên, con số 1 tỷ cây xanh không phải là mục tiêu dễ dàng. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng cần có một kế hoạch rõ ràng, cụ thể, huy động được sự vào cuộc của mọi người dân. Thiên tai đã tác động lớn đến sản xuất và đời sống của người dân khu vực miền Trung. Hiện tại, một số mặt hàng thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng có biến động về giá, khiến người tiêu dùng chật vật chi tiêu. Tỷ lệ lưu thông hàng hóa trên thị trường cũng rất chậm. Khi thị trường biến động, trách nhiệm điều tiết cung cầu, bình ổn giá sẽ đặt lên vai của cơ quan quản lý và ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng. Để góp phần bình ổn thị trường, Ban Quản lý các chợ ở Đà Nẵng đang tích cực kiểm tra thực hiện niêm yết giá để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khu vực miền Trung đang trong mùa cao điểm của mưa bão, cùng với đó là nguy cơ bùng phát và lây lan các bệnh truyền nhiễm. Thời điểm này, tại thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết vừa và nhỏ trong cộng đồng. Tính đến tháng 11 đã ghi nhận hơn 1.600 ca bệnh. Việc điều tra dịch tễ, xử lý môi trường và triển khai các biện pháp phòng chống dịch cũng được triển khai tại các địa phương trong thành phố. Đà Nẵng đang xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ước tính trên toàn thế giới cứ 160 trẻ thì có một trẻ mắc bệnh tự kỷ. Riêng tại tỉnh Thái Nguyên, có khoảng 0,1% số trẻ em có độ tuổi từ 0 đến 16 tuổi bị mắc bệnh tự kỷ. Có nhiều phương pháp trị liệu chứng tự kỷ ở trẻ em như tập kỹ năng sống tự lập và hòa nhập khi trưởng thành, điều hòa giác quan. Trong đó, yếu tố phát hiện và điều trị sớm sẽ góp phần đạt hiệu quả cao trong công tác điều trị cho trẻ tự kỷ. Triển lãm trực tuyến về trang phục Hội An qua ảnh sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 trên website của Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An. Triển lãm giới thiệu gần 100 bức ảnh trang phục ở Hội An được chụp từ năm 1975 trở về trước, thể hiện trang phục, thường nhật, tôn giáo, lễ phục của người Hội An xưa. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Ngày 21 tháng 11, tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, hàng ngàn du khách đã cùng tham dự lễ khai mạc, lễ hội mùa đông với chủ đề Vũ điệu cao nguyên trắng, mang đậm bản sắc như lễ hội ẩm thực, mâm cơm Bắc Hà, hội thi khèn mông lần thứ nhất, lễ hội đường phố, chợ đêm Bắc Hà. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra giải đua ngựa xã Na Hối mở rộng lần thứ nhất, diễn ra tại sân vận động trung tâm huyện. Đây là lần đầu tiên Bắc Hà tổ chức lễ hội mùa đông nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên Bắc Hà. Một đoạn clip mới được cộng đồng mạng chia sẻ thu hút nhiều sự chú ý. Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 20 tháng 11 tại địa phận thành phố Hải Phòng và được camera hành trình của một xe container ghi lại. Khi đó, tài xế container đang điều khiển xe lưu thông trên đường thì phát hiện một em bé khoảng gần 1 tuổi đang bò giữa đường. Cảnh tượng này khiến nhiều người thót tim. Đặc biệt, lúc này trời rất tối, hai bên đường ít ánh sáng và rất nhiều phương tiện trọng tải lớn đang lưu thông. Rất may tài xế xe container đã nhanh chóng dừng xe, bế em bé vào và gọi người nhà gần đó. Qua đây, các bậc cha mẹ cần lưu ý quan sát, trông chừng trẻ nhỏ, tránh lơ là dẫn đến tình huống nguy hiểm, đặc biệt là những hộ dân ở ven đường quốc lộ. Còn đây là tình huống được camera hành trình xe ô tô ghi lại tại ngã tư Phổ Yên Thái Nguyên. Một nam thanh niên điều khiển xe máy sang đường không quan sát kỹ đã bị chiếc xe ô tô tải đâm trúng. Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên bị cuốn xuống gầm xe tải và bị thương nặng. Ngay sau đó, người dân quanh khu vực đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Người dân khi tham gia giao thông cần hết sức thận trọng trong những tình huống sang đường, quan sát kỹ và di chuyển với tốc độ chậm, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đồng Tâm là xóm đặc biệt khó khăn của xã Động Đạt, huyện Phú Lương. Cùng với nhiều chính sách phát triển kinh tế xã hội, công tác giáo dục đào tạo là một trong những nhiệm vụ được chính quyền địa phương rất quan tâm. Mặc dù cả hai lớp học của xóm đều là lớp học ghép, song với tinh thần hiếu học, tình yêu nghề, mến trẻ của những giáo viên cắm bản, đã mang tri thức đến với những học trò vùng khó khăn. Hơn 20 năm dạy học ở Đồng Tâm cũng là 20 năm cô giáo Nông Thị Thìn dạy lớp ghép. Lớp học chỉ vòn vẹn có 13 học sinh của 3 khối lớp 1, 3 và lớp 5.
dù đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phòng học, song những khó khăn của giáo dục vùng khó vẫn là điều khiến cô Thìn chăn trở. Mùa đông ấy, các em đi học thì có hôm thì rét căm căm như thế mà các em chỉ mặc một cái áo mỏng phong phanh như này, giày dép thì không có. Bố mẹ thì không có đất đai để làm nhiều ấy, không có ruộng ấy. Thì là bố mẹ toàn đi làm thuê, con ở nhà với lại ông bà ấy. Ông bà thì lại không biết chữ, cứ đến lớp học được chữ nào thì học thôi. Ngay bên cạnh lớp học của bậc tiểu học, lớp học ghép mầm non của trẻ ở nhiều độ tuổi cũng được duy trì ở Đồng Tâm hàng chục năm nay. Song do thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động ngoài trời, nên hầu hết các hoạt động giờ học đều được tổ chức trong phòng học nhỏ này. Đối với cơ sở vật chất thì là còn thiếu thốn, ví dụ như cái đồ chơi ngoài trời các thứ này còn chưa có cho trẻ để hoạt động. Và đặc thù nữa là lớp ghép, nên là các cháu từ hai tuổi đến 5 tuổi thì vẫn học chung một lớp, và các cháu thì còn đa số là dân tộc thiểu số. Tiếng dân tộc thì chúng tôi vẫn còn hạn chế. Vẫn còn đó muôn vàn khó khăn của vùng miền, những lớp học y tờ của cô trò ở điểm trường Đồng Tâm cũng như nhiều xóm bản khó khăn vẫn tiếp tục mang theo tri thức đến cho học trò, thắp sáng hy vọng về đổi mới của xóm bản trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 28 tháng 11 tới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức đám cưới tập thể cho 19 cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi cặp đôi là một câu chuyện, một hoàn cảnh khác nhau, và niềm hạnh phúc trào dâng là cảm xúc chung của những cặp đôi trước sự kiện trăm năm này. Hành trang quý giá nhất để xây dựng cuộc sống gia đình của anh Hoàng Quốc Vinh và chị Nguyễn Thị Hà là tình yêu. Hơn 7 năm chung sống, có với nhau hai thiên thần kháu khỉnh, nhưng mơ ước được một lần khoác lên mình chiếc áo cô dâu vẫn luôn đau đáu với chị Hà. Mong một lần được trải nghiệm cái cảm giác mà khi mà tổ chức nó hôn lễ là nó như thế nào. Và phần nào đấy là có một cái kỷ niệm. Không là cái tuổi trẻ của mình nó cũng qua đi, nó cũng nhanh lắm. Ờ, nhà về kìa. Đây, đây, đây. Anh Bùi Văn Hiếu từng là một chàng trai khỏe mạnh và nhiều ước mơ. Nhưng tai nạn giao thông bất ngờ năm 2014 đã cướp đi đôi chân và bao hoài bão của anh. Gặp gỡ rồi quyết định gắn bó với anh Hiếu dường như là định mệnh của chị Trần Thị Hằng. 2 năm sau ngày kết hôn, một tổ ấm nhỏ và một bé gái ra đời càng thêm gắn kết tình yêu của đôi bạn trẻ. Cũng như nhiều người con gái khác, chị Hằng mơ ước được mặc chiếc váy cưới, cùng hẹn ước với nhau đi suốt cuộc đời này. Bây giờ em đã có được một người vợ tuyệt vời rồi. Thì bây giờ bản thân em không phải sống vì một mình em nữa. Em phải sống vì vợ, vì con, vì gia đình. Nên là em sẽ cố gắng không bao giờ để gia đình phải buồn, phải lo lắng vì em. Sống thế nào để cho chồng mình cảm thấy mình là một chỗ dựa vững chắc ạ. Hôn lễ là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của mỗi người, thường được bố mẹ, họ hàng hai bên gia đình chăm lo. Thế nhưng ở những đám cưới tập thể, tổ chức công đoàn lại đóng vai trò là ông mai bà mối, cùng chắp cánh hạnh phúc cho các cặp đôi mãi bền chặt, biến giấc mơ một lần được mặc áo cô dâu của chị Hà, chị Hằng và 17 cô dâu khác sẽ trở thành hiện thực. Những thông tin về thời tiết ngay sau đây sẽ khép lại bản tin Camera Cuộc Sống ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên ngày 23 tháng 11. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Sáng 23 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên, khiến nhiều khu vực trong tỉnh có mưa vào sáng và đêm. Từ đêm 23, trời chuyển rét. Tại thành phố Thái Nguyên, ngày không mưa, gió nhẹ. Sáng và đêm mưa rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, sáng và đêm mưa rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm mưa, trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ.